Theo đơn thư của bà Nguyễn Thị Tần trình bày, năm 2006, khi bà vay 50 triệu đồng từ quỹ tín dụng liên xã Xuyên Mộc, quỹ tín dụng đã trừ mức 5 triệu 800 ngàn đồng tiền làm hồ sơ, nên bà Tần chỉ thực nhận 44 triệu 200 ngàn đồng. Đến năm 2008, qua nhiều lần đáo hạn, số tiền bà nợ quỹ tín dụng lên đến 300 triệu đồng. Bà Tần rao bán một mẫu 8 ruộng với giá 920 triệu đồng để trả nợ cho quỹ tín dụng, nhưng quỹ tín dụng cho người xuống ngăn cản, khiến việc bán đất của bà không thành. Ngày 24 tháng 5 năm 2010, quỹ tín dụng yêu cầu bà tách hộ khẩu một đứa con gái tên Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1988, lúc đó đang là sinh viên, để vay 100 triệu đồng để đóng lãi cho bà. Tuy nhiên, sau khi vay tiền, bà không cầm được bất cứ đồng tiền nào về nhà, vì quỹ tín dụng cho biết là đã đóng tiền lãi và các khoản phí. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2011, đến hạn trả nợ, bà Tần không đồng ý đáo hạn nữa. Đại diện quỹ tín dụng cùng các ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý tài sản của bà để thu hồi nợ. Gia đình bà đồng ý trả 400 triệu đồng, xin không trả lãi. Quỹ tín dụng đồng ý. Vì vậy, bà bán ruộng. Bà Tần nhận tiền đặt cọc 50 triệu đồng và hẹn ngày giao đất cho người mua. Bà dự định nhờ quỹ tín dụng đứng ra giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua bán này, để bà có tiền trả quỹ tín dụng 400 triệu đồng. Nhưng đến ngày 15 tháng 5 năm 2012, bà nhận được thông báo của tòa đã thụ lý hồ sơ tranh chấp do quỹ tín dụng kiện bà. Qua nhiều lần hòa giải, bà trình bày sự việc như trên và xin trả 400 triệu đồng tiền gốc, không trả lãi. Suốt 7 năm tranh chấp, bà Tần không trả lãi. Quỹ tín dụng hứa khi hồ sơ chuyển qua thi hành án sẽ giảm phần lãi. Bà Tần tin nên mới ký vào biên bản, và do bà cũng không đọc kỹ vì đang dội để lên thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc đứa con đang cấp cứu vì u não. Ngày bà đến thi hành án mới biết bà đã ký vào biên bản hòa giải, không thể tiếp tục kháng cáo nữa. Hiện tại, số tiền bà nợ quỹ tín dụng đã lên đến hơn 1 tỷ đồng. Tôi chỉ mong là được tòa án xét xử lại. Bắt tôi là phải đóng lãi suốt từ cái năm 2011 đến nay là 2018 là khoảng 700-800 triệu nữa, là tôi không có khả năng nào để trả. Bây giờ tới cái căn nhà tình thương của tôi mà cũng đem ra đấu giá, thậm chí con tôi bây giờ không có tiền để mổ, mà tôi nhà tôi cũng không còn. Ít ra thì cũng còn chừa cho gia đình tôi được có một con đường sống. Chồng thì thương binh, con thì bệnh ngặt nghèo. Bà Tần cũng cho biết bên mua đất đã khởi kiện bà ra tòa vì họ đã đặt tiền đặt cọc mà bà không giao đất cho người mua. Phóng viên chương trình đã chuyển nội dung đơn tố cáo của bà Tần cho lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi tiến hành thẩm tra, Ngân hàng Nhà nước đã có trả lời. Qua làm việc, Quỹ tín dụng Nhân dân Xuyên Mộc khẳng định những nội dung đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tần là không đúng, vì trong đơn bà chỉ nêu các nội dung dù việc chứ không có tài liệu chứng minh những nội dung tố cáo đó. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa có cơ sở để xem xét xử lý trách nhiệm của Quỹ tín dụng Nhân dân Xuyên Mộc.